Ngày xưa ngày xưa có một đế chế giữa biển khơi tên là Atlantis vì một lý do bí ẩn nào đó tai họa ập đến sóng thần nhấn chìm cả vương quốc xuống lòng biển và chỉ có những ai can đảm nhất mới có thể tìm thấy nó như là Vanleck vậy đó là câu chuyện mà ông nội Milo vẫn hay kể cho cậu từ hồi còn bé tí đây là Milo kính to chứng tỏ học nhiều dân chuyên ngành cổ ngữ nhưng đen và lờ Milo chỉ xin được chân le ve ở bảo tàng dù cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi bé xíu trở thành nhà thám hiểm vĩ đại nhất lịch sử huê cầy Trước khi đó thì Milo cần kiếm được một quyển sổ ghi chép đặc biệt viết bằng ngôn ngữ Atlantis của một nhà chuyên giáo bí ẩn tới được nơi đó. Nhưng mà khâu đầu tiên là tiền đâu? Cậu cũng đã xin gọi vốn từ các shark ở bảo tàng 7749 lần rồi. Cơ mà rõ ràng là đéo ai điên cấp vốn cho một thằng đầu to mắt cận đi theo đuổi một câu chuyện cổ tích. Hôm nay Milo lại bị các shark từ chối một lần nữa. Cậu về nhà, tâm trạng hơi tan đi một chút. Chưa gì đã thấy một bà chị ngồi đợi trong bóng tối. Chị bảo Milo rằng có người đang tìm cậu. Tất nhiên Milo đọc gần giống Melon nên cậu đi theo luôn. Chị đẹp đưa Milo đến một căn biệt thự sang chảnh. Dù trông có phần hơi khả nghi chủ nhân căn biệt thự căng cực này là ngài Wymo bạn cũ của ông của Milo mấy chục năm trước ông đã cá với ông Milo rằng nếu ông cụ tìm được quyển sổ tay ghi chép về Atlantis chính Wymo sẽ đài thọ 100% chuyến thám hiểm tìm tới vùng đất đó thật may mắn là quyển sách có thật nên Wymo thua cửa tất nhiên là giờ khi ông của Milo đã mất thì lời hứa đó sẽ được cháu ông thừa kế thế tức là thế nào là Milo không chỉ được thừa kế quyển sổ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay mà còn được dẫn đoàn thám hiểm đến Atlantis chứ còn sao nữa cậu vui sướng đến mức không biết nói gì nhưng ông đại gia còn có thêm một điều bất ngờ nữa ông cụ đã chuẩn bị từ a đến z cho chuyến hành trình rồi chỉ chờ mỗi milo đủ tuổi nữa là đi thôi nhiệm vụ của cậu trên chuyến hành trình này là dịch quyển sổ tay viết bằng cổ ngữ để dẫn đường cho cả bọn ông đại gia già dẫn milo đi gặp những thành viên chính trong đoàn thám hiểm chị tóc vàng helga ông đầu bếp già lú lẫn cookie chuyên gia chất nổ vinny chỉ huy cắm vuông rookie chuyên gia địa chất Mole. Đằng nào thì họ cũng phải đi xuống sâu hơn cả hang MU nên thằng cha kia là vô cùng quan trọng. Mole định đuổi Milo đi nhưng cậu lại được bác sĩ Sweet đầu chọc giúp đỡ. Chưa kịp làm quen xong, Milo đã được bà cụ liên lạc viên gọi lên buồng chỉ huy. Trên đó, Milo gặp thêm thợ máy Audrey, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn thám hiểm. Cậu cảnh báo mọi người về con quái vật canh giữ cửa hàng tới Atlantis nhưng bị cả đám cười nhạo. Con tàu ngầm giờ đã xuống được đáy biển, nơi có hàng hà xa số như con tàu đắm, giống y như một nghĩa địa không bia. Bà cụ liên lạc viên bắt được trên radar một tiếng kêu kỳ lạ nên phát lên để cho tất cả mọi người cùng nghe May quá, đó chỉ là tiếng quái vật mà thôi Con quái vật tấn công chiếc tàu ngầm Quấy đảo làm mọi người lăn lộn Chỉ huy cầm vuông tìm cách đánh trả Nhưng vũ khí của loài người gần như không thể làm cho thứ này bị thương Chỉ có thể làm nó cáu kỉnh rồi bắn trưởng xuyên con mẹ tàu Cả đoàn phải bỏ tàu ngầm lớn Lên những chiếc tàu nhỏ hơn sơ tán Sau khi những nhân vật quần chúng lần lượt hy sinh cao cả Phần còn lại của đoàn thám hiểm phải chui vào trong hang, bơi mãi mới đến được một địa điểm không ngập nước. Họ khám phá ra một phế tích cổ xưa, nên men theo đường đó để tiếp tục chuyến hành trình. Milo vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ dịch cuốn sổ tay để dẫn đoàn đi đúng hướng, tránh đụng độ với fan Tây bán nhà và bố đổi nhà cũng đang ở dưới đây. Họ dừng lại bên một cây cầu để dựng trại. Trong bữa tối nhìn đéo biết là món gì, mọi người gọi Milo đến ăn cùng cho vui, thế mà cậu cứ dán mắt mãi vào quyển sổ. Hình như đoạn cậu đang đọc bị thiếu mất một trang. Milo hào hứng nói tinh thần phiêu lưu mạo hiểm như ông cậu vẫn hay nói ngày xưa nhưng tất cả mọi người ở đây đều tham gia chỉ vì tiền ít ra mọi người đều tử tế với milo đến giờ đi ngủ milo bắt đầu tâm sự với mọi người giờ cậu mới biết audrey tham gia chuyến hành trình này để mở hàng sửa xe cho bố vinny làm chuyên gia chất nổ để kiếm tiền xây lại hàng hoa gia đình còn chuyên gia địa chất mole thì bác sĩ sweet bảo là đéo biết sẽ tốt hơn họ đều chỉ là những người bình thường ra đi để kiếm tiền hoàn thành ước mơ giang dở nửa đêm milo buồn ỉa dậy tìm chỗ giải quyết lỡ ngớ thế nào lại làm đom đóm trên trần hang bay xuống đốt cháy cả khu trại làm mọi người phải sơ tán vài nhân vật vô diện nữa lại tiếp tục bay màu cây cầu mà cả bọn đang chạy qua thì gãy làm cả đám rơi xuống vực tất nhiên là các nhân vật chính không ai làm sao mole phát hiện ra họ đang ở trong một núi lửa đã tắt cơ mà không cẩn thận làm chấn động đến đá dưới chân thì núi lửa sẽ phun trào ở nhưng mà thằng Milo đâu về phần Milo cậu đã rơi xuống chỗ khác người hơi say sát một chút gặp một toán thổ dân cầm phóng lợn người đứng đầu đám thổ dân là một cô gái dùng đớ chữa lành vết thương cho Milo rồi bấm nút biến luôn mùi gái khiến Milo từ thằng đầu to mắt cận thành vận động viên điền kinh chuẩn olympic bật nhảy như thật đuổi theo đám thổ dân milo chui qua một khe nứt vừa lúc đó thì đoàn thám hiểm cũng đã đuổi kịp phía sau cậu cả đoàn người dừng lại trong ngỡ ngàng họ đã đến được atlantis thế tức là đám người ban nãy chính là đồng hương của aquaman vừa nhắc đến họ thì đoàn thám hiểm đã bị năm cây phóng lợn bao vây cô gái ban nãy xì xồ gì đó đương nhiên là chỉ có dân chơi hệ ngôn ngữ học như milo mới có thể hiểu được chỉ cần giao tiếp vài câu milo đã nhận ra ngoài ngôn ngữ của atlantis họ có thể nói được hầu hết mọi ngôn ngữ khác trên đời sau khi chào hỏi, cô gái kia mời cả đoàn người đi qua chiếc cầu gỗ trông bập bênh và cờ bắc qua một biển dung nham để vào Atlantis. Milo vô cùng hào hứng. Nhưng chị đẹp tóc vàng và chỉ huy cắm vuông lại đang có toan tính khác. Họ được mời vào diện kiến vua Atlantis. Hóa ra cô gái ban nãy chính là công chúa của vương quốc. Cô xin vua cha cho đoàn người ở lại. Nhưng tất nhiên là ông đòi đuổi cả đám đi. Nhất là chỉ huy cắm vuông. Vì vua Atlantis thấy lão này tin thế đéo nào được. Thuyết phục không được. Ông cắm vuông đánh xin vua Atlantis cho đoàn nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lập tức rời đi. Khi cả ba người lạ đã rời khỏi đại điện, công chúa tranh cãi với vua cha nhỡ đâu trong đoàn tắm hiểm này có người giúp đỡ được họ cứu vương quốc atlantis đang chết dần chết món vua cha vẫn không chịu nghe công chúa vì lý do gì đó Ông nói rằng vương quốc của mình vẫn đang rất ổn. Khi nào công chúa lên ngôi, cô sẽ hiểu ra được những thứ mà ông đang muốn bảo vệ ở bên ngoài cung điện. Đoàn thám hiểm lập kế hoạch đẩy Milo ra, sử dụng mỹ nam kế để chiếm lấy cảm tình của công chúa. Thế nhưng đẩy cái thằng trai tân cả đời chỉ biết sách vở này ra, thì chúng ta đều biết ai là gà, ai mới là hạt đỗ xanh. Công chúa kéo Milo đi thăm thú, vừa đi vừa tâm sự. Milo hỏi tại sao Atlantis lại lặn sâu hơn cả pai thủ mua nước nổi. Công chúa nói rằng cô chỉ còn nhớ có một cơn đại hồng thủy ập đến rằng hôm đó cả bầu trời bừng sáng hoàng hậu thì hy sinh và rồi thì cả thành phố được đưa xuống tận đây Ơ nhưng mà chờ tí đã, có gì đó sai sai Chỉ còn nhớ là thế nào Tức là công chúa đã tận mắt chứng kiến thấy cơn đại hồng thủy đó à Cái sự kiện đó phải diễn ra cách đây vài ngàn năm là ít mà Công chúa không phải là máy bay bà già Cô là một con khủng long bay mẹ rồi mà thôi thì mờ lem vẫn là mờ lem Giờ đến lượt công chúa đòi Milo giải thích tại sao cậu và đoàn thám hiểm lại tìm được đến nơi này Cậu lôi ra cuốn sổ tay quý giá của mình để khoe với công chúa Đáng tiếc là từ cơn đại hồng thủy đến giờ Không còn ai ở đây có thể đọc được chữ viết của người Atlantis ngày xưa nữa nên Milo giờ được quý như vàng, cậu đọc vài dòng trong cuốn sổ để lấy le với công chúa. Thế đéo nào lại thành công thật, công chúa kéo Milo đến xem con tàu cô khai quật được. Thứ mà trông như con cá mắc cạ hỏi cậu cách nổ máy. Tất nhiên là Milo cũng đéo biết, cậu có phải thợ máy đéo đâu. May quá có hướng dẫn trên thân tàu và đoán xem thằng nào đọc được cổ ngữ Atlantis nào. Con tàu khởi động thành công, nhưng hai con rời không biết lái để nó mất kiểm soát rồi đâm vào tường. Thôi thì đi bộ. Giờ thì cậu mới hỏi tên công chúa, hay lắm thần đồng tán gái. Ông chơi với con này người ta nửa ngày rồi đéo thèm hỏi tên luôn. Công chúa tên là Kida và trông có vẻ là kida cũng chấm milo rồi đấy hai người tiếp tục đi dạo ăn tối cùng nhau trong khi những người khác trong đoàn cũng dần làm quen với người dân atlantis ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi kida dẫn milo ra chỗ tối tâm sự nơi chỉ có một ngọn đèn đom đóm lập lờ công chúa cởi váy ra còn milo thì hoảng loạn không có quyển sách nào mà cậu từng đọc đề cập đến tình huống này cả Cơ mà làm gì có chuyện đã thơm lại còn sớm thế ấy. Công chúa muốn Milo đi cùng mình Lặn xuống một phế tích dưới nước Để dịch cho cô nghe những gì được khắc trên đó Sau một hồi vừa đọc vừa giải nghĩa Milo nhận ra nguồn sáng mà cả cuốn sổ tay và Kida nhắc tới Là trái tim của Atlantis Một khối pha lê ẩn chứa năng lượng gần như vô tận giữ cho vương quốc và người dân của nó tồn tại đến tận bây giờ. Khi Milo trở về chỗ cũ, cả đoàn thám hiểm đang chờ đợi cậu ở ngay đó, súng ống sẵn sàng. Milo ăn quả lừa Không biết là ông đại gia ở nhà có biết không Nhưng ngay từ đầu mục đích của lão cảm vuông là đến đây để cướp bóc Lão chính là người đã xé mất trang sổ tay về trái tim Atlantis Để giấu Milo về ý định của lão Và giờ thì chỉ huy cảm vuông muốn cướp lấy nó bằng được Lão bắt Milo dịch trang giấy bị mất để tìm manh mối Lấy cả công chúa Kida ra làm con tin để gây sức ép nhưng trang giấy lại ẩn dụ kiểu đéo gì không hiểu nổi cả đám thám hiểm vào uy hiếp nhà vua lão cầm vuông đánh ông già tội nghiệp Cả đoàn thám hiểm ngỡ ngàng vì dù thích tiền thật, nhưng họ cùng lắm là hăm dọa chứ không làm hại người khác. Vua Atlantis không chịu hé răng nửa lời, nhưng giờ thì điều đó cũng không cần thiết nữa. Lão cầm vuông đã nhận ra câu đố ẩn dụ trong cuốn sổ của Milo. Chỉ đến khoảng sân ngay trước chỗ ngồi của vua Atlantis, lão kích hoạt cơ quan, kéo Milo và Kida xuống một tầng hầm bí mật chứa khối pha lê, nhưng nó lơ lửng trên trần nhà. Dưới thì nước sâu bố ai biết là bao nhiêu mét, lấy thế đéo nào được. Milo đang mừng vì lão tướng cướp chẳng có cách nào bê trái tim Atlantis về thì khối pha lê đã điều khiển Kida gọi cô đến chỗ nó. Nó bảo Milo là hãy cứ an tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng ổn kiểu gì khi mà nó lại hút công chúa Kida lên nhập vào người cô, rồi bước thẳng vào lồng của bọn đầu trộm đuôi cướp giả danh thám hiểm này. Milo bốc đồng mắng những người cậu quen trong đoàn rằng họ sắp diệt chủng cả một nền văn minh chỉ vì tiền. Lão cảm vuông quay trở lại đấm Milo hộc máu mồm chả vì lý do gì cả. Vứt cậu lại đấy để bị đầu mối Lời nói của Milo và sự tàn nát của lão chỉ huy làm Audrey thức tỉnh. Cô không muốn chung mâm với cái bọn mất dạy này nữa. Cô thợ máy sẽ trở lại với Milo. Mấy người còn lại trong đoàn cũng thế. Thế là cả đoàn thám hiểm, ngoài con mụ tóc vàng, lão cầm vuông và lũ vô diện cầm súng, thì tất cả đều về phe Milo. Cơ mà dù có tên tuổi hay phát triển nhân vật, thì sức mạnh tình bạn của họ cũng không thể nào thắng được đạn đồng, nên đánh bất lực nhìn phe kia chở Kida đi mất. Ngay khi chiếc xe chở công chúa vừa rời Atlantis, cả hòn đảo chơi vơi dường như mất hết sức sống. Lão cẩm vuông phá hỏng cây cầu gỗ, khiến mọi người mắc kẹt ở đây luôn. Bác sĩ Sweet gọi Milo đến gặp vua Atlantis vì cú đấm của lão cảm vuông đã làm cho ông cụ nội thương giờ chỉ còn hấp hối ông giải thích cho milo rằng khối pha lê là một thực thể sống được nuôi dưỡng bằng suy nghĩ và tình cảm của người dân atlantis đổi lại nó ban cho người dân nơi đây sức khỏe và tuổi thọ cùng với nhiều kiểu năng lực khác mấy ngàn năm về trước vua atlantis đã sử dụng nguồn năng lượng từ khối pha lê làm vũ khí với tham vọng bá chủ thiên hạ nhưng cuối cùng lại tự làm cả vương quốc diệt vong chính vì thế nên ông hối hận giấu kín nó để không ai đi vào vết xe đổ này nữa ông cũng nói thêm nếu kida giữ trái tim atlantis quá lâu nó sẽ đồng hóa cô luôn làm kida biến mất mãi mãi giờ ông chỉ còn có thể tin tưởng milo cứu khối pha lê cứu công chúa kida và bảo vệ atlantis Vừa nói xong thì ông chút hơi thở cuối cùng, bỏ lại Milo không biết phải làm gì. Milo được bác sĩ Squid động viên, sốc lại tinh thần, cậu hướng dẫn mọi người kích hoạt những con tàu cổ VIP Pro trong thành phố. Leo lên bay đi đuổi theo đoàn xe của lão cảm vuông Ở một diễn biến khác, đoàn xe kia đã bơm một chùm khí cầu Để bay khỏi miệng núi lửa đầu phim Mang Kida theo Tất nhiên là lão cảm vuông đã chuẩn bị từ A đến Z Nên đoàn người của lão có cả máy bay đi kèm Bắn sờ mờ lờ những con tàu trông như cá của Milo Cơ mà mấy con tàu cá này cũng bắn được mà ngại đéo thì va chạm một cuộc không chiến nảy lửa diễn ra milo nghĩ ra kế sách mới cậu và vinny sẽ làm mồi nhử đánh lạc hướng để audrey và bác sĩ sweet cưa xích buộc lồng đang giam giữ kida cơ mà sao cưa mãi không được xích vibranium hết cách milo đâm thẳng con cá của mình vào thủng một quả khí cầu khiến cả chùm mất lực đẩy lão cảm vuông bảo con mụ tóc vàng vứt bớt đồ đi cho nhẹ rồi đẩy mụ xuống luôn lúc này thì milo mới lao vào rằng co với lão giả mất nết nhưng một thằng đầu to mắt cận đấm nhau với một người trong ao hồ thì chỉ có ăn lòn mũ tóc vàng nằm dưới đất bắn pháo sáng lên trả thù làm cả chùm khí cầu bốc cháy ngùn ngụt lão cảm vuông dùng dìu định chặt chết milo nhưng thế nào lại làm vỡ cửa kính của chiếc lồng giữ kida trong lúc đang bị lão già túm cổ milo cầm một mảnh kính cứa vào tay lão làm cả cơ thể chỉ huy cầm vuông hóa thành pha lê rồi nổ tung milo và chiếc lồng rơi xuống đất may lặng không cao lắm nhưng chật vật mãi mới có thể né được khinh khí cầu đang bốc cháy lao xuống chính từ đó đã làm miệng núi lửa hoạt động trở lại nên tất cả mọi người đều phải chạy đi thật nhanh milo và audrey chẳng chiếc lồng và con cá rồi kéo về thành phố thật nhanh Trước khi dung nham chảy tới nơi, Kida và trái tim Atlantis phá chiếc lồng, kích hoạt cơ chế phòng vệ của thành phố, tạo ra lá chắn năng lượng bảo vệ tất cả khỏi làn sóng dung nham khổng lồ. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, trái tim Atlantis tách khỏi Kida, Milo đỡ lấy cô do họ ôm nhau thật chặt. Khối pha lê cũng kéo những phần ngập úng của thành phố lên khỏi mặt nước, trả Atlantis về đúng sự huy hoàng của nó xưa kia. Giờ chia tay đã đến, những người bạn của Milo rời đi. Tất nhiên là được người dân Atlantis tặng toàn kim cương vương liệm. Còn về phần Milo, cậu chọn ở lại với Kida, cùng cô khôi phục lại vương quốc. Phần lớn là vì chỉ có mỗi Milo biết đọc cổ ngữ, nhưng chủ yếu là vì cậu sắp thành chồng của nữ hoàng rồi còn đâu. Phần còn lại của đoàn thám hiểm trở lại mặt đất, giàu có hơn bất cứ sinh viên bách khoa cơ khí 96 nào trên đời họ gặp lại ngài Whymore kể lại chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhưng ông cụ và tất cả sau đó lại quyết định sẽ giữ kín bí mật về sự tồn tại của Atlantis bảo vệ họ trước sự tham lam của những kẻ giống như lão cẩm vuông trở về Atlantis Kida giờ đã là nữ hoàng của cả vương quốc cô cùng Milo khắc một tấm bia tưởng nhớ vua cha rồi cùng nhau xây dựng lại Atlantis đàng hoàng hơn to đẹp hơn và tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại